Mới đây, GAGG, một thương hiệu hàng đầu thế giới, đã ra mắt loạt sản phẩm hỗ trợ bảo vệ toàn diện cho thiết bị di động, mang tính bền vững, thân thiện với môi trường, được nhiều người Việt đón nhận. Theo đó, GAGG cùng nhà phân phối DTA chính thức công bố các sản phẩm mới trong hệ sinh thái đa dạng của hãng, gồm các giải pháp bảo vệ toàn diện và quản lý năng lượng cho các thiết bị di động thông minh. Cụ thể, dòng sản phẩm và các thương hiệu trực thuộc hãng bao gồm GAGG Invisible Seal, Gear4, Morphe và GAGG. Các sản phẩm của GAGG luôn có dấu ấn riêng từ cách chọn vật liệu bền vững đến thiết kế thân thiện và tiện dụng, tạo nên thương hiệu và được phân phối rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm cả hệ thống Apple Store. Nổi bật trong đó là dòng vỏ bảo vệ GAGG Invisible Seal dành cho các điện thoại thông minh iPhone 14 năm nay. Ngoài độ cứng và trong suốt đặc biệt, sản phẩm còn được trang bị bề mặt chống vi khuẩn, cộng thêm công nghệ Clear Print giúp triệt tiêu gần như hoàn toàn dấu vân tay lưu lại. Tất cả sản phẩm đều được trang bị thước căn chỉnh và khay dán đi theo, giúp việc dán mới trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, tại sự kiện công bố sản phẩm mới trong hệ sinh thái đa dạng của hãng năm 2022, GAGG còn trao tặng giải thưởng Distributor of the Year APAC dành cho DTR và APAC Top Reseller of the Year 2021 dành cho hơn 30 đại lý.